Gửi chắc rồi, gọi rồi. Cầm tính luôn á. Không chết đi. Quay 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 mấy bòi nó nào tự như rộng. Hai, chào tất cả anh chị cô anh chào cả các bạn nha. Thanh miền Tây thân ái chào cả nhà. Thanh đây cảm ơn cô dù chú bác anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Thanh miền Tây đó, ủng hộ like, comment và theo dõi kênh Tây á. Hôm nay Thanh miền Tây sẽ giới thiệu cho anh chị em cô dù chú bác một video về cách dỗ béo những con bò cho lấy phát kem nha. Đây đây là mình nuôi được 4 con nha các bạn. Đây là hai con phát vàng, bên đó là hai con phát kem. Hai con này mình nuôi được 1 tháng 13 tháng rồi nha. Sau đây Tết là mình sẽ chơi chiếc lúa này. Mà anh này là không có sừng nha, này nó có kem, không có sừng. Không có sừng. Bây giờ Thanh mình đây sẽ giới thiệu các bạn về cách mình dỗ béo bò. Hôm nay mình sẽ tập cho bổ nha các bạn, mình hướng dẫn các bạn cho bò uống nha. Các bạn theo chân mình. Đây. Đây là mình sử dụng cái thức ăn mà đâm đặc chặn viên cho bò nha. Cái này bạn cho ăn khô vẫn được. Một là cho khô, hai là ngâm nước uống. Nhưng mà hiện tại mình đây đang sáng, buổi sáng á, giờ này tầm khoảng 8 giờ rưỡi rồi, mình sẽ cho uống nước. Mình sẽ ngâm nha các bạn, ngâm cho nở ra, mình cho bọn nước, các bạn theo chân mình nha. Đây, mình sẽ cho bọn nước bằng thau nha. Mình sẽ uống từng con các bạn. Cái này là mình phân ra cho hai con. Tầm một bữa nó uống là khoảng cả 2 kg nha. Trọng lượng 2 kg mình chia được ra. Các bạn nhớ đây là thức ăn đậm đặc chặn viên á, dành cho bò nè. Cái này là mình ra mà cửa hàng á, mình nói là thức ăn gì để dành đặc riêng cho bò cho cái thời kỳ mà dỗ béo nha các bạn, và người ta sẽ đưa cho các bạn. Mình cho nước vô các bạn, cho nước vô mình ngâm cho nở ra. Mình ngâm tầm khoảng 10 phút là thức ăn sẽ nở ra các bạn. Nở ra là mình sẽ cho bổ ra giường. Các bạn nhớ mình nhớ mình lường mình bỏ một tí muối các bạn. Đây là muối hột nha, muối hột này. Mình bỏ một chừng một muỗng ăn canh thôi. Rồi
Rồi. Mình bỏ muối các bạn, công dụng đó là mình cho bò nó xuống nhiều hơn và chắc hơn các bạn. Các bạn nếu mà trong thời gian ngâm nó mình có thể bóp cái răng vậy nè. Cho nó mau nở ra đặng cho bò uống lẹ nha. Cái này là thức ăn nó mau nở các bạn, mình quậy cho muối tan ra. Các bạn là có thể ngâm trước hoặc là mình vừa ngâm vừa bóp. Cái này là các bạn mà nhà nào có chuối á, mình bỏ vô cũng được, mình bỏ vô mình bóp cho ăn chung luôn nha, là bò sẽ mau mập hơn. Rồi, thức ăn mình nó cũng đã bả các bạn, mình bỏ vô cho bò uống nha. Một con lúa đi một thao. Ba đi. Đây. Các bạn thấy không? Đó. Bò đang uống nha các bạn. Cái này là lúc đầu mình mua về á là mình tập từ nhỏ rồi. Lúc nhỏ mình mua về, bạn có thể là mình mua về của những hội vườn á mà người ta chưa có quen cho bộ uống ăn ăn các bạn. Các bạn dễ lắm, thức ăn yêu cầu bằng tẩm ướp nè, xong bạn có thể quẹt muối bò gì nè, bạn quẹt dần vài lần thôi. Lúc bạn quẹt vô cái thức ăn mình có chất mặn á, bò sẽ khó thở, bò sẽ tập nó liếm qua liếm lại, liếm vài lần á nó sẽ quen cái khẩu vị của thức ăn. Còn những lần sau đó mình cho là bò tự uống luôn, những lần đầu mình phải tập nha. Một con á là ngày mình uống từ một thao tới thao rưỡi nha các bạn, có thể là tùy theo ngày. Nếu mà hôm nào trời nắng á thì mình uống trốn là khoảng từ thao rưỡi hai thao. Trời mưa thì mình uống từ một thao tầm một thao thôi. Mình cho uống bò tới giờ các bạn, giờ này là 8:30 rồi, mình cho uống mình sẽ bỏ đói tới tầm khoảng 1:30 2 giờ mình sẽ cho bò ăn. Và thức ăn đơn giản của mình, cái nguyên liệu chính mình là cỏ voi, mình trồng cỏ voi các bạn. Cỏ voi là mình cho ăn chính, đại cỏ voi cung cấp cái lượng đạm tốt cho bò trong cái thời kỳ nó phát triển tốt các bạn, nó sẽ mau vô thịt hơn. Trong cái trồng cỏ voi đó mình cho ăn cỏ tạp luôn các bạn, thì cỏ mình cắt về nè. Mình cắt mình kéo xe đẩy về vậy nè. Mình để dự trữ thức ăn. Cái này là mình cho ăn buổi sáng. Chiều mình sẽ làm hai phần thế này. Buổi sáng bỏ sang ép. Buổi chiều đó là mình cho ăn tầm 4 giờ cho ăn rồi. Ăn một cử 10 giờ đêm cho ăn cử ăn răng tới sáng hôm sau nha. Sáng hôm sau là mình bỏ đói. Chú nó cám, như bạn thấy tôi cho nó cám đó. Thức ăn đó. Thì tôi sẽ bỏ đói tới 12:30 hoặc 1 giờ tôi cho ăn. Lúc đó là bò sẽ có cảm giác đói các bạn. Bò sẽ ăn luôn những cái phần mặt cứng như nè. Mình cho để bò hơi đói ăn luôn cái phần cứng róc nè. Nếu mà các bạn cho ăn sớm quá thì bò sẽ ăn phần ngọn, còn cái phần cứng này bò sẽ ăn nha. Đây là cỏ voi nè. Các bạn theo chân mình nha. Nè anh phát vàng đây uống gần hết cái thao các bạn. Xong một thao rồi đó. Còn anh này sao mà hôm nay ngán à. Con này nay no hay gì rồi, không uống đi. Sáng ăn no quá.
coi. Các bạn theo chân mình nha, mình quay sơ nét về khái quát vô bò các bạn thấy nè. Đây. Con này mình nuôi được 13 tháng các bạn. Cái này là mình nuôi khoảng Tết năm nay, Tết này mình sẽ cho xuất chuồng lúa này nha. Đây là những con chocolate. Anh này thì sừng cục nha, không có sừng luôn. Anh kia có sừng. Đây các bạn thấy không? Mình cho uống nãy giờ nè. Tôi cũng gần xong cái thao đó. Hôm nay chắc do trời mưa đó, bỏ uống hết xíu các bạn. Đây. Còn bên đây có hai anh pháp kem nè. Pháp kem bên đây là mình bỏ riêng nha. Bên đây mình chưa dội chuồng tới tại hai anh bên nó hơi hung dữ tí xíu. Từ từ cái mình quay tới. Đây. Các bạn sơ nét nè, mình quay sơ nét chi tiết cho bộ các bạn coi nha. Đây, thấy không? Các bạn sau này chọn giống á thì mình nhớ chọn những mà giống bò nè mà nó có trọng lượng như là thân hình to nha. To đây. Nè, tôi sẽ quay về cái phần sau cho bạn coi nè. Khi bò lên tới thịt cái chịu lượng thịt kính năng nha các bạn đây nè. Đó. Các bạn nhớ là mình cho uống nước buổi sáng, mình bỏ đói nha các bạn, mình bỏ đói tới đầu giờ chiều mình trăng lại nha. Đây. Đây, các bạn thấy không? Bạn cho uống nước cám á, da bò sẽ mướt vậy nè. Da sẽ mướt các bạn thấy bò này không? Da cũng mướt nha, thịt căng đều hết. Thì lúc mình mua về đó là bò sắp sắp hết tháng tuổi rồi, là mình dỗ béo được từ từ nha các bạn. Con này tới bằng sức chuồng là khoảng 50 nha bạn. Các bạn thấy đùi không? Cặp đùi đó. Thấy mê nè, thấy không? Trước thì nha, mấy bê đó thì tại mình chăm từ nhỏ mà. Mình chăm từ nhỏ nó tiếp xúc mình mỗi ngày mà. Các bạn thấy không? Đặc biệt có những con cái con chocolate này các bạn. Các bạn thấy cái phần đuôi đó nha, rất ngắn nha. Đây nè. Cái phần đuôi này rất ngắn. Không có như xin là phần đuôi rất dài như đuôi rất ngắn, mà cái phần mông á nó thường nó năng hơn so với phần đầu. Các bạn thấy không, cái phần năng nó cao, phần đầu nó bò nó năng hơn. Và cái dạ bò này, nó không có thòng như những con xin nha. Đây các bạn thấy không, không các bạn thấy đít bò nó rất năng nha, cái giống chocolate nó vậy các bạn, rất năng. Em bên đây là sừng nó vậy luôn các bạn, từ đây tới lúc mà trưởng thành luôn giờ sừng nó cũng không dài ra, nó ngắn vậy đó. Nè, các bạn thấy quát không? Thanh miền Tây nãy giờ chia sẻ cho các bạn biết thêm một số mà cái quy trình mà mình dỗ béo bò các bạn, bằng cách mình cho nó thức ăn cám, vệ sinh chuồng trại, từ cái khâu mà mình chăn nuôi, từ vệ sinh thôi, xong mình dỗ béo. Hồi nãy Thanh cũng chia sẻ bạn một ít mà bí quyết gì mà mình cho bò uống thức ăn á, từ những con bò mà mình mới mua về mình phải tập uống như thế nào, rồi mình chọn những loại thức ăn như thế nào để dỗ béo những con bò để đạt chất lượng tốt hơn. Các bạn mà xem video thấy hay á, hay là có những cái bình luận nào bổ ích á, thì comment bên dưới để trao đổi kinh nghiệm với Thanh miền Tây, để cho ngày mình chăn trong chăn nuôi càng tốt hơn các bạn. Các bạn mà thấy video của Thanh miền Tây hay đó thì nhớ đăng ký subscribe theo dõi và ủng hộ Thanh miền Tây. Thanh miền Tây cảm ơn các bạn. Thì hồi nãy giờ Thanh miền Tây cũng quay sơ nét về cái quy trình nuôi bò cho các bạn thấy đó. Thì video tới đây mình kết thúc nha các bạn.
mình hẹn gặp các bạn một video gần nhất về video sau mình sẽ chia sẻ các bạn về về cái quy trình mà cái nguyên liệu cỏ mình á trồng như thế nào để nó đạt cái chữ lượng cỏ tốt để cho bò ăn mau dỗ béo các bạn. Tại miền Tây thân ái chào các bạn.